một số bài thuốc dân gian áp dụng từ hoa đu đủ đực, hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư phổi và ngăn ngừa một số bệnh ung thư khác. Mỗi ngày bạn sử dụng từ 30g hoa đu đủ đực nấu như nước trà uống hàng ngày. Dùng trong một tháng thì bệnh bắt đầu có chiều hướng tích cực. Có thể kết hợp thêm lá mẫn cầu xiêm để hỗ trợ và điều trị bệnh, hoặc là xay sinh tố từ lá mẫn cầu xiêm để đẩy nhanh quá trình hỗ trợ và điều trị bệnh. Để hỗ trợ và điều trị ho ở trẻ em thì dùng khoảng 15g hoa đu đủ đực trộn với đường phèn hoặc là mật ong chưng cách thủy, sau đó cho trẻ ăn từ 3 đến 4 ngày là khỏi. Hỗ trợ điều trị tiểu dắt, đau niệu đạo, nước tiểu ít và đỏ. Dùng 40g hoa đu đủ đực phối hợp với 60g lá bạc thâu, đậu đen 40g, phát tiêu 4g, sắc lấy nước đặc uống làm 3 lần lúc đói. Các đề tài nghiên cứu về hoa đu đủ đực. Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ và Nhật Bản thì chiết xuất từ hoa có thể đẩy lùi được các tế bào u. Đồng thời ở Úc thì người ta sử dụng nước hoa đu đủ đực cho bệnh nhân ung thư uống khi vừa phẫu thuật cắt khối u. Nghiên cứu khoa học tại Mỹ cho thấy trong hoa giàu chất beta-carotene, acid glutaric, phenol chống oxy hóa. Những chất này có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư vú. Thêm một chất chống ung thư cực mạnh nữa là carotene và glycoben. Thử nghiệm trên hơn 100 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến thì cho kết quả giảm đến 75%. Một nghiên cứu tại bang Texas ở Mỹ cũng chứng minh là nước sắc từ hoa đu đủ đực có khả năng làm tăng sức đề kháng của cơ thể, từ đó giúp cơ thể kháng u. Chất isothiocyanate được tìm thấy trong hoa đu đủ đực có khả năng phòng chống lại khối u hiệu quả và ngăn ngừa các bệnh về ung thư như là ung thư vú, ung thư phổi, tiền liệt tuyến, ung thư ruột kết, ung thư bạch cầu. Hiện nay thì Thảo Dược Đức Thịnh có bán hoa đu đủ đực đảm bảo chất lượng. Mọi chi tiết xin liên hệ đường dây nóng là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết cũng như là được nhân viên hướng dẫn tận tình về cách dùng cũng như là công dụng hỗ trợ điều trị bệnh. Giá bán hiện tại là 100.000 100g hoa đu đủ đực. Sản phẩm được đóng gói và có thời hạn sử dụng rõ ràng. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng của công ty Thảo Dược để mua sản phẩm ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.